nói cụ thể một cái đoạn hội thoại mà em nói tiếng Anh với người khác được không? Nó diễn ra như thế nào? Nó thường hay dừng ở đâu? Là sao anh em chưa hiểu lắm. Có nghĩa là bây giờ nếu như em gặp một người nước ngoài, đúng không? Đặt trường hợp em gặp Dạ. một người nước ngoài thì em chào họ, rồi em chào họ, họ chào em. Sau đó thì em có thể tiếp tục được cái đoạn hội thoại đó trong bao lâu? Trong khoảng 2 3 câu nữa hay là 3 4 câu nữa? Dạ 2 3 câu nữa thôi. Ok, rồi. Bây giờ mình bắt đầu luôn ha. Are you ready? Yes. Ok. So today we're gonna have a 10-minute test and I'm gonna be your tester. My name is Nguyễn Huy Thịnh. You can see my name right here. Okay? You can call me Robert or Bob. To begin, can you tell me a little bit about yourself? Yes, I am Tiến. I am 23 years. I work in Tetra Pak company. I work automation technician as company. And how long have you been working for that company? Two years. Okay. So can you tell me about your what you like and what you don't like about your working place? For example, you don't like your boss, you don't like your leader, or you don't like your coworkers. I understand questions. Okay, now the last question. Can you tell me a little bit about your daily life? Like, what do you usually do in a day? And what is the difference between a normal day and a weekend? What do you usually do to relax, maybe? Lì You read xong books. Okay. yes. Rồi thì biết vấn đề của bạn Tiến nằm ở đâu rồi. Bây giờ bạn Tiến có thể mở cái camera lên cho thầy xem được Yeah. không? Yeah, đợi em xíu được. Ừ. Nè. Dạ vâng. Rồi, ok, chào bạn Tiến nha. Dạ em chào thầy. Giờ giờ mới được thấy bạn Tiến, nãy giờ nói chuyện không thấy gì hết trơn. Rồi đầu tiên bây giờ nè, em biết luyến âm, em nói tiếng Anh được, phát âm được, em biết luyến âm luôn. Em nói year wrong. Nhưng mà ngữ pháp của mình á là mình hay bỏ quên. Dạ Ví đúng dụ rồi. như em nói là years, nó là số nhiều nên là mình sẽ Nhiều. có âm S, mình nối qua là year old chứ không phải là year wrong. À, đó là sai về ngữ pháp chứ không phải phát âm. Thứ hai, về từ vựng của em thì tương đối nó còn cơ bản quá. Nếu như mà nói một cái cuộc hội thoại mà giao tiếp với một cái người bình thường, một cái câu chuyện xã giao bình thường thôi, 3 4 câu là em không có handle được. Ví dụ như những cái từ coworkers, co đó là together và worker là người làm. Thì coworkers nó là đồng nghiệp. À, boss, leaders. Em produce là mình xuất ra cái câu trả lời á, nó cũng lâu. Cái này á, là cái thể hiện của cái sự phản xạ của mình trong đời sống bình thường của mình không có dùng tiếng Anh. Và cái này á, còn có một cái nữa là cái lý do là do em hay dịch đó. À, cái này là anh phân tích ha, là em hay dịch đó. Là khi mà em nghe người ta hỏi, thay vì là em trả lời theo cái ý của em thì em lại muốn bám vào cái câu hỏi của người ta để em trả lời. Và nó dẫn đến một cái vấn đề là mình hay dịch á. Mình dịch trong cái câu tiếng Việt á, nhưng mà tiếng Việt với tiếng Anh nó có khác nhau không? Nó có giống nhau không? Không, Dạ nó không có giống nhau đúng không? Tiếng Việt là ngôn ngữ ghép, giống như tiếng Trung cũng vậy. Nhưng mà tiếng Anh nó là ngôn ngữ cấu trúc. Cái bản chất của tiếng Anh là ngôn ngữ cấu trúc. Lấy một cái ví dụ đi ha. Bây giờ em hỏi anh một bất cứ một cái câu gì anh nói cho em nghe nè. hỏi bất câu cứ câu như vậy đúng
Câu nào cũng được, câu nào khó khó đi. Cậu khó hả? Càng khó càng tốt. Không thôi thì hỏi lại mấy câu hồi nãy anh hỏi em á. Vậy như là Cơ trong bản đi, công cơ bản đi. Cái nào mà việc em nghĩ đến liền á, em hỏi anh cái thì anh trả lời cho em nha. như là làm ở đây có vấn đề gì, ở vị trí này nó có gặp lỗi gì, vấn đề gì? Okay, so you know, in my work, there are a lot of problems that I have to handle every day. But the things that I hate the most is the forms. I'm not very good with forms because my typing skills is really, really bad. I type really slow, and sometimes my coworkers usually tells me that I need to practice my typing. Okay, vậy thì em hiểu được bao nhiêu trong cái cách trả lời của anh hồi nãy? Hiểu chắc tầm khoảng là 20-30, nó có một vấn đề gì ở chỗ Về vấn đề, lâu chưa, đúng lâu chưa rồi, gì đó. yeah. Rồi. Nhưng mà những cái cấu trúc của anh hồi nãy anh sử dụng á, hồi nãy đến giờ anh sử dụng là em biết anh sử dụng bao nhiêu cấu trúc không? Dạ, nhiều. Hai. Hai. There are a lot of problems that I cannot handle in my work. Đó là cấu trúc thứ nhất, there are, there is. Cái thứ hai, my coworkers usually tells me that I need to practice my typing. Tells me that, usually tell me that. Đó là những cái cấu trúc cơ bản luôn á. Và anh không có nói cái gì mà hơn hơn những cái gì mà anh cần anh cho em á. Ok, và đó là cái mục tiêu của em. Thật ra những cái cấu trúc này nó đâu có khó đâu em. Em đã được học từ những cái năm bé xíu rồi. Là mình đã được học rồi. I usually do something. Đúng chưa? There is, there are. Nói một cái là tự nhiên. Ô, mở ra, ô, mình biết cái này. Mà dùng được. Thì sao? Thiếu tập luyện, thiếu tư duy, với lại thiếu phương pháp. Em không có phương pháp đúng đắn, mình tập. Tập rồi cứ đi vào lối mòn. Mình học 12 năm rồi, cháu đâu ít đâu em. Ngôn ngữ thật ra người ta học 2 năm là người ta nói được rồi. Mà mình học 12 năm mà mình chưa nói được là nó có vấn đề gì ở đó. Em hiểu Rồi, ok. Vậy thì em á, em thích hợp sẽ phải tập ở cái mức độ beginner. Và cái mục tiêu mà mình hướng tới đó là cái câu giống như cái câu trả lời của anh hồi nãy là em phải master được những cái cấu trúc vừa rồi để mình nói chuyện lưu loát. Và cái thứ nhất nữa, và loại bỏ cái tư duy dịch của em qua một bên đã. Cái tư duy dịch anh nói thêm một tí nha. Bây giờ em nghe câu hỏi của người ta, em hiểu câu hỏi của người ta, em đâu cần bám vô câu hỏi của người ta em trả lời đâu. Trong giao tiếp thực tế em chỉ cần nêu quan điểm của em thôi. Đó. Rồi, ok. Nếu như vậy là xong ha. Bây giờ thì anh sẽ xếp em, anh xác định là em là ở mức beginner. Có nghĩa là A1. Bây giờ á, anh phải qua một cái lớp khác nữa. Hôm nay test rất là nhiều. Anh rất là muốn nói chuyện thêm với Tiến. Nhưng mà anh không có, xin lỗi Tiến, anh không có thời gian nhiều. Nên là nếu Tiến có câu hỏi gì thì Tiến cứ hỏi cái bạn tư vấn viên ha. Cái bạn tư vấn viên. Rồi bạn ấy có thể transfer qua cho anh rồi anh trả lời cho Tiến sau. Với lại có gì thì em cứ liên hệ với tư vấn viên. Còn nếu như em muốn học đích danh với anh á, thì em cứ nói đích danh của anh cho bạn tư vấn viên nha. Bây giờ anh qua lớp khác. Rồi, goodbye Dạ vâng, Tiến. em cảm ơn. Dạ, mai anh.